Chào các bạn chơi cái cảnh. Mình đang chuyển cái vườn dâm, cây phôi ở trước cửa dần sang bên này để cho nó không gian nó rộng hơn, còn trước cửa để cho cây nó có hình dáng một chút. Vì mình chưa lên chậu, cũng chưa có chậu hoặc là chưa muốn lên chậu, muốn nuôi cho thành cây kỹ một chút. Vậy thì chuyển đi, một lần chuyển đi thì giống như anh em bên Nhật người ta làm là mỗi lần nâng sửa rễ, cắt lên nhấc lên sửa rễ, cắt rễ để cho rễ nó hoặc nắn rễ chỉnh rễ chẳng hạn. Thì đợt này mình nâng lên, bởi vì trước mình dâm ở đất rễ nó ăn thẳng xuống thành rễ cọc, nó không có bậy rễ đẹp. Đợt này mình nâng lên, mình nếu anh em làm tấm bê tông thì mình không đổ tấm bê tông các bạn ạ, mình nâng lên mình đo trực tiếp vào cái chậu đất của nó, xong mình đổ luôn dưới này này. Không phải đổ mà mình láng ấy, mình pha cái max bê tông nhé, có xi cát và sỏi nhưng không có thép thôi. Đấy. Pha chi xi cát sỏi tỷ lệ như bê tông, xong mình rải một lượt mỏng khoảng 2-3 phân, tóm lại là không để rễ nó xiên xuống dưới. Tuy nhiên trên này mình để một chút cát nhé, mình để cát để cho nó không rỗng ở trong gốc. Còn bây giờ cũng như cây dâm thôi, một là lấy đất phủ vào hai bên, đất phủ kín, phủ cao hơn một tí cũng được, sau đó lấy rác phủ, mình dùng hay dùng rác đất phủ đây cho ngày sau khi nó mọc thì rễ nó xiên xuống, nhưng ở giữa có tấm bê tông thì nó không xiên được bê tông, nó ép buộc nó phải xiên ra hai bên rồi mới xiên xuống. Đấy. Và cây ra đây thì nó mới khum, như nó chưa có gì cả, nó gầy guộc sơ xác, thì mình nuôi một số cành mồi. Ví dụ ở đây là không gian là cái đường rất là rộng, cái cành mồi này mình nuôi to. Trước mình nuôi cành mồi đây, một cành nuôi khoảng 2 năm nó to bằng này. Thì bây giờ cành mồi mình mới nuôi, thì mình nuôi mấy năm sau cái cành này nó thuần, thân này nó thuần với cái này hơn. Thì ở đây không gian rất nhiều cho mình để sổng cái này ra, nó phóng ra có thể cao như cây cổ thụ ấy, cao 4-5 mét. Thì nuôi một cành mồi đấy để nó vừa nuôi rễ, để nuôi cành mồi nó không che chắn những cành chính của cây, thì mình tuốt hết sạch lá để tạo không gian nên nó thoáng, cành mồi nó cong ra bên kia, nó che ra cái đường và nó không chiếm ánh sáng của cái cây thân chính ở cây này. Còn những cành nhánh này sau nó sẽ, à những rễ này sau nó phủ ra bên ngoài này, nó không đâm thẳng xuống mà phủ ra bên ngoài. Tất nhiên khi đất mình làm gì nhỉ, mình phủ đất, mình phủ nó gọi là nhô lên, đắp phủ lên này để ép rễ nó xiên xuống, chứ không để rễ nó xiên ra trồng nổi nhé. Tấm bê tông là mình đặt dưới đất này, và mình cho ít cát để cho nó không rỗng gốc, cho vào rồi ép rồi lay cho nó len. Tất nhiên trong dưới này mình làm rất phẳng nhé, lấy kìm lấy đục kìm bấm phím lõm mình bấm phẳng. Còn những phần này mà nó dễ không ra hoặc dễ ra dưới này nó xấu thì có thể sau này mình lại lấy đục vét xước ra. Bây giờ anh em mà có chất kích dễ thì bôi thôi, đây bên này thế để dễ cho này nó đẹp hơn. Sau này những phần bên này cũng vậy, chỗ nào mà thiếu rễ có thể là cần đục sẹo để nó ra rễ hoặc là ghép rễ tùy. Còn cây mình mới chuyển ra đây thì nó cũng giống như cây phôi ấy, dâm thì mình làm tổn thương rễ, nếu bây giờ tưới ngay rễ bị thối rễ, mà trong cái đó cái rễ rất là nhiều, bởi trước mình nuôi cành mồi mà rễ to lắm, như là cây ngoài tự nhiên đấy. Trước mình cắt cái cành này đây này, đến đây này, xong nuôi một cành mồi to đùng này, nuôi mấy năm xong rồi nuôi tiếp cho rễ cây rất nhiều. Thì vì quá trình mình đánh ra nó thiếu rễ rồi thì mình tuốt lá cho thảm giảm bớt, và bây giờ mình lấp đất lại bình thường như là dâm trồng cây bình thường thôi. Sau khi lấp xong lại lấp rác vào, lấp rác phủ kín luôn nhá, rác mình không thiếu. Đây mình đang chuyển dần vườn dâm ra bên này. Đấy. Cảm ơn các bạn xem video nhé, để các bạn quan sát lại. Đấy, đây chính là kỹ thuật dâm của mình. Cảm ơn các bạn xem video, chúc các bạn chơi cây cảnh có kỹ thuật chuyển chậu thay đất và dâm cây tốt nhất. Sau đó chúng ta có kỹ thuật tạo hình. Tạo hình là cái quan trọng nhất, đó là cây đẹp và giá trị của mình ở đâu chính là kỹ thuật tạo hình. Tuy nhiên dâm cũng là một kỹ thuật rất là quan trọng, nếu không biết dâm thì không thể tạo hình được. Phải dâm được thì mới làm được cây. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.